Ok, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và hôm nay tôi muốn chia sẻ cho bạn một cái bí quyết để giúp cho bạn huy động vốn nó hiệu quả hơn. Cái bí quyết này cũng là cái bí quyết mà nhiều bạn không nắm bắt được nó và khiến cho bạn mất rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều sức lực. Có những bạn đặt cho tôi câu hỏi là như anh ạ, em đang huy động vốn, thế nhưng mà em mãi không huy động được tiền, mọi người thường từ chối em và mọi người không đồng ý tài trợ và đầu tư cho em, thì làm thế nào để em có thể huy động vốn nó hiệu quả hơn? Và trong cái bài học này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái bí quyết, một cái kinh nghiệm trong nhiều kinh nghiệm mà sau này bạn sẽ phải học hỏi thêm. Thì đầu tiên tôi xin chia sẻ một cái câu chuyện về một cái người học viên của tôi. Cái anh này, anh ta gọi vốn cho một cái công ty khởi nghiệp công nghệ. Thế thì trước đó thì anh ta cần một cái khoản tiền, nó rơi vào khoảng độ hơn 200.000 đô la. Tuy nhiên là anh ta gọi vốn mãi không được, và anh ta mới nghĩ ra một cách. Anh ta tham dự cái lớp đầu tư bất động sản của tôi. Và ở trong lớp học này, vì trong lớp học có rất là nhiều những cái người khi mà người ta quan tâm đến đầu tư bất động sản thì người ta thường là những người có nhiều tiền, và đây lại là những cái lớp học chuyên sâu, những người chấp nhận bỏ ra hàng vài chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng để đi học, nên những cái con người ngồi trong lớp thường là những người chất lượng hơn. Và sau khi mà tham dự cái lớp học của tôi xong thì cái số tiền mà anh ta huy động được, tổng số tiền anh ta huy động được là hơn 4 tỷ đồng sau cái lớp học của tôi. Thì cái bài học rút ra là gì? Tức là nhiều người, cái việc đầu tiên trước khi đi huy động vốn là bạn phải tìm cái nơi có tiền, hoặc bạn phải tìm gặp người có tiền. Cái sai lầm của nhiều người thường gặp là có thể bạn đang không gặp đúng người có tiền. Tôi ví dụ, một người người ta chỉ có 200 triệu đồng mà bạn gặp người ta, bạn đề xuất là cho em huy động 100 triệu đồng hoặc 150 triệu đồng thì họ sẽ suy nghĩ rất là nhiều. Tuy nhiên nếu bạn gặp một người mà người ta có 3 tỷ đồng và cái lời đề nghị của bạn là ok, tôi đang phát triển một cái dự án kinh doanh này rất hấp dẫn, tôi mời anh đầu tư vào đây cùng với tôi khoảng 200 triệu đồng và cái lợi nhuận ước tính sẽ rất là tuyệt vời, thì tôi mời anh đầu tư cùng với tôi, thì cái người mà người ta có 3 tỷ đồng, người ta đầu tư 200 triệu đồng thì đối với người ta không phải là vấn đề. Tương tự như vậy, nếu bạn muốn huy động một cái khoản tiền 1 tỷ đồng hay 2 tỷ đồng, bạn gặp những người, người ta có 10 tỷ, 20 tỷ và 30 tỷ đồng thì cái số tiền đấy không phải là vấn đề đối với người ta. Khi người ta có 10 đồng, người ta tài trợ cho bạn hay hợp tác với bạn 1 đồng, người ta không phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi ví dụ, tôi hợp tác đầu tư với một số cái anh, công ty của anh ta doanh thu khoảng 300 tỷ đồng một năm, công ty về lĩnh vực xuất nhập khẩu, hay những công ty mà anh ta doanh thu khoảng độ 600 tỷ một năm lĩnh vực về xây dựng, thì khi người ta tham gia với tôi 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ đồng, người ta cảm giác rất là nhẹ nhàng. Thì cái bài học số 1 với một số bạn khi đi huy động vốn, bạn cần phải xác định lại là phải tìm cái người có tiền. Đấy. Tìm cái nơi mà có thể những người có tiền thường hay lui tới. Tôi ví dụ như là một số bạn là đi đánh gôn này, một số bạn tham dự những cái lớp học hội thảo này, mà những cái người vào học đều là những người giàu có. Đấy. Thì cái cách đó cũng được gọi là tư duy bước 1, tìm người có tiền. Đấy. Chứ chưa phải là trình bày. Nếu ví dụ bạn muốn huy động 1 đồng, bạn phải tìm những người có 10 đồng, 20 đồng. Đấy. Nên là tôi hy vọng qua cái đoạn video này sẽ tiết kiệm cho nhiều bạn cái thời gian, cái công sức của bạn và cả cái số tiền mà bạn sẽ phải mất khi mà bạn đi huy động vốn. Vì đôi khi đi huy động vốn, bạn sẽ phải có những cái chi phí. Tôi ví dụ như ở tổ chức của chúng tôi thỉnh thoảng tổ chức những cái chương trình cho phép những cái người khởi nghiệp, những người có dự án nên trình bày về dự án, thì thường là người ta sẽ chấp nhận chi trả một cái khoản phí, và đôi khi thì nhờ áp dụng cái phương pháp đó, áp dụng cái phương pháp là bước 1 tìm người có tiền, thì có thể bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều những cái chi phí khi mà bạn phải đi ra ngoài gọi vốn từ các tổ chức trung gian môi giới. Thì tôi chúc bạn là học được thêm nhiều kiến thức mới và gặt hái thành công trong năm nay. Chúc bạn may mắn. Xin chào các bạn.